Hello, xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Bữa nay mình sẽ quay tàu cá 37 đông của Bình Định nha anh em. Thì đây là video cũng theo yêu cầu của rất nhiều anh em mà có bình luận trên những cái video mà mình đã đăng tải. Thì anh em có nói là đi đánh bắt hay đi thu mua có gặp tàu cá của 37 đông á thì nhớ quay lại dùm cho anh em một cái clip. Thì bữa nay mình ghe của mình thì đánh bắt ngay bên cạnh của tàu cá 37 đông luôn 92237 bơ dơ 92237 TS ha. Tàu cá của 37 đông nè anh em. Tàu cá 37 đông dài tầm 23 đến 24 mét. Đây, trên tàu có trang bị công cụ kéo lưới bằng vàng đỏ ha. Vàng đỏ này thì anh em Phú Yên thì bắt nhiều, nhưng mà anh em Bình Định thì chưa bắt rầm rộ lắm. Mình thấy anh 37 đông thì có bắt rồi. Đây có một chiếc tàu thu mua bằng nhựa composite đang chờ để mua cá đảo nè các bạn. Đó, bên cạnh thì có rất là nhiều tàu lưới rút khác cũng đang đánh lưới. Thì những con tàu thu mua này á, mà ví dụ như ghe thu mua nhà mà chở hết cái lượng cá đi vô bờ rồi mà, hoặc là không hết á, thì những con tàu thu mua này nó sẽ thu gom lại ở cái khu vực ngoài này, nó chờ cho ghe thu mua nhà chở khẩm mềm đi vô bờ rồi thì đêm ngày hôm sau thì ghe thu mua nhà ra không kịp thì nó sẽ mua cái lượng cá của anh em đánh bắt. Đây bây giờ là 5 giờ sáng rồi nha anh em. Đây cũng có một số tàu cá lưới rút nữa cũng đang nhổ lưới. Đó, mấy nhỏ lưới mấy anh bật 5-7 bông điện để kéo lưới ha. Mình đang ở vùng ngoài khơi cách đảo Phú Quý 60 hải lý nha anh em ơi, cách bờ 120 hải lý là hơn 200 cây số nha anh em. Đây mình quay trở lại tàu cá của 37 đông đang bên lưới cho anh em xem. Tàu của nó, lưới của anh 37 đông thì trên phao thì có gắn thêm những cái bù nhỏ nữa. Ở cái điều đây thì ở anh em Phú Lạc thì mình chưa thấy, anh em Phú Yên thì mình chưa thấy. Đây bây giờ bên xong lưới rồi nè anh em. Bên xong lưới bây giờ họ lấy mấy bên ra, bắt đầu họ nhổ tay. Nhổ tay cho nó cân điều lường anh em, gọi là lóc cá. Lóc cá cho nó vừa đẩy á. Giờ mình theo tay cho nó điều lường nha anh em. Tàu cá của 37 đông thì vẫn có thu mua nhà. Thu mua nhà của 37 đông thì cũng lớn chứ không nhỏ. Tầm tải hơn 20 tấn nha anh em. Có sẵn ghe thu mua luôn. Thằng mắc hít nó lái. Số anh em yêu cầu mình quay tàu cá của 37 đông nên mình quay lại cho anh em xem. Còn cái thằng mà cầm lái chiếc thu mua cái mặt nó nhăn nó như đàn bè chứ. Sẵn đây mình nói trên video luôn. Làm thu mua chung với nhau mà vô kẻng gặp cái mặt thằng đó trẻ ưa. Bà Bị Đông là một ngư dân làm biển cũng rất là hiệu quả của Bình Định. Đây, đó, thu mua của Bà Bị Đông á, ghe đây thu mua nhà luôn. Bây giờ cặp lại lấy cá nè anh em. Buổi sáng ngày hôm nay ở dưới đảo nước
kim ru luôn, láng tăng luôn, gọn 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 gọn, nhìn rất đẹp luôn. Mấy cái thời điểm mà điều kiện nó thuận lợi như thế này thì mình mới quay những cái video mà nó đẹp cho anh em xem được. Còn bình thường là mình quay, nói chung là ở ngoài biển là mồi lượng là nó rung lắc gơm. Trên ghe có hai cái thúng nổi bật luôn, một cái xanh lá cây, một cái màu hồng. Thì tàu ké của Ba Bỉ Đông như tàu ké của 19 bộ á, thì anh em hay nhầm lẫn với nhau. 19 bộ thì cabin cổ, còn tàu của Ba Bỉ Đông thì cabin ngang ha, cabin thái nhưng mà đóng ngang ra luôn, không có cổ như là 19 bộ. 19 bộ thì trên tàu thì trang bị công nghệ điện tử Kaizo KCS 5002 siêu chụp. Còn bên Ba Bỉ Đông đây thì máy siêu chụp hay là máy trung chụp gì mình không có rõ. Đó, bây giờ mấy anh ngư phủ của tàu cá Ba Bỉ Đông thập cái giọt chụp xuống. Cái này mình gọi là cái giọt chụp bởi vì nó giống như cái dòng nhai tre anh em. Cái đường phi của cái dành giọt nó khoảng tầm 28-30 bằng một cái cọng nóc, nó uốn tròn lại, nó nặng khoảng tầm 2 người khiêng. Bắt đầu nó thả xuống dưới nước là thả qua cái đẩy ké là nó đầm cứng xuống dưới đẩy, là bắt đầu người ta nổ kéo sợi dây kéo quạt lên. Đó, bây giờ cái quạt nó thả xuống rồi nè, quạt nó thả xuống, bắt đầu người ta nổ kéo, nó thả xuống là nó đầm xuống dưới đẩy ké, ta nó kéo cái đó, kéo cái sợi dây lên. Đó, cái sợi dây người ta kéo lên là lên cái vợt luôn, vừa kéo là nó vừa gạn vừa múc luôn á. Đây, hôm nay thì mấy cái vợt cá múc lên á thì mình đỡ cho anh em tự độ là mỗi vợt bao nhiêu tạ ha. Bởi vì mình ngày nào cũng mấy cái vợt cá này nó cũng sẽ qua bên hầm của mình đỡ muối cá á, cho nên chắc có lẽ mình cũng không qua rành bằng anh em được. Bởi vì ngày nào mình cũng muối á, mình cũng làm những cái vợt cá này vô trong hầm đó đó. Ngày nào mình cũng tiếp xúc với nó nhưng mà chắc là cũng không rành bằng anh em. Anh em ở nhà anh em đón thì chính xác hơn mình, bởi vì cái đón là chắc là nó chính xác hơn, ngày nào cũng tiếp xúc. Cho nên những cái vật cá tiếp theo mình đỡ cho anh em tự khoán đón như thế nào. Đó, bây giờ vợt không múc lên sẽ lên trên miếng bạc. Trên miếng bạc thì nó có mấy cái móc móc lên dành vợt. Bắt đầu người ta nới cái đục vợt ra là nó bung ké trong vợt xuống bạc chạy vô trong hầm luôn. Nên bữa nay mấy cái vợt ké này mình không có đón là mấy tạ nữa ha. Đỡ cho anh em đón cho vui, coi như mình chơi một trò chơi vậy á. Anh em nào đón đỡ mình xem thử, anh em nào đón chính xác nhất. Tuy rằng là mình đăng video nhưng mà cũng ít có thời gian để trả lời bình luận anh em, nhưng mà khi mình xem bình luận thì mình cũng biết là anh em nào mà đón ra cái kết quả chính xác. Còn anh em nào đón mò, đón lui, đón tới gì đó mình cũng biết nhưng mà mình cũng không có trả lời ha. Nhiều khi anh em đón sai thì mình cũng cười với thôi, chứ trả lời bể mặt anh em trong bình luận thấy khó coi quá. Đó, tiếp một giọt nữa, ứ nứ luôn á. Ồ, mấy giọt này múc gần đầy luôn á.
không biết cái giọt của bên Ba Vĩ Đông như thế nào, với cái giọt bên mình mà nếu mà muối đầy á, múc một vợt mà đầy là tầm 7 tạ nha anh em. Rồi, chúc anh em xem video vui vẻ, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Anh em theo dõi video để coi cái cảnh mà tiếp tục múc cá nha anh em.